Từ ngày mà luật phạt nguội được áp dụng thì đã đem lại được rất là nhiều những hiệu quả, đặc biệt là trên những con đường mà có quán cam thì cái việc mà phóng nhanh vượt ẩu hay vượt đèn đỏ đã được hạn chế đi rất là nhiều. Đó, tuy nhiên vì một số lý do vô tình hay là do bị một số người khác chơi xấu nên nhiều bác tài đã nhận được cái giấy phạt nguội mà không hiểu mình vi phạm như thế nào. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể kiểm tra và đưa ra được những cái phương án xử lý sớm nhất để tránh cái việc mà chúng ta bị phạt oan? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cách để chúng ta có thể kiểm tra nhanh chóng cái việc này. Cái cách dễ dàng nhất là chúng ta truy cập vào trang của Cục Cảnh sát Giao thông ở địa chỉ là csgt.vn. Thì mình để cái đường dẫn ở bên dưới để các bạn có thể bấm vào ngay. Thì đây, như thế này các bạn sẽ nhìn thấy này. Chúng ta nhập biển số vào, chọn loại phương tiện, ở đây có ô tô, xe máy, xe đạp điện. Đó thì mình chọn ô tô. Ở phần mã bảo mật thì chúng ta nhập vào, các bạn nhớ là nhập chữ thường nhé, K6IBCB, bấm vào phần tra cứu. Đó, nếu mà nó hiện ra cái là không tìm thấy kết quả, tức là cái phương tiện của bạn không bị phạt nguội. Còn nếu mà nó hiển thị ra một cái thông tin như các bạn nhìn thấy trên màn hình như này, là phương tiện của chúng ta đã vi phạm và chúng ta cần liên hệ theo cái số điện thoại của cái đơn vị phụ trách và chúng ta tiến hành nộp phạt. Cách thứ hai là chúng ta có thể tra cứu ở trên trang của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Thì ở cái đường dẫn đó là app.vr.org.vn. Thì các bạn bấm vào, hoặc là các bạn bấm vào cái đường link mình để bên dưới phần mô tả video ấy thì sẽ nhanh chóng. Ở đây mình sẽ phóng to để các bạn xem. Thì trong đây thì chúng ta sẽ nhập một số thông tin như sau này. Ví dụ biển của chúng ta này. Ví dụ mình nhập của mình là 18A22627. Thì các bạn lưu ý, ví dụ xe chúng ta là biển trắng thì các bạn nhập thêm chữ T, biển vàng thì nhập thêm chữ V. Đó, thì nó đã có cái lưu ý ở phần bên dưới này rồi. Chúng ta nhập cái số tem và giấy chứng nhận. Thì cái số tem này các bạn lấy ở trên cái tờ giấy mà dán trên kính lái của ô tô ấy, nó có cái con số đấy. Thì của mình là 554-7530. Các bạn nhập cái mã xác thực vào. Các bạn nhập đúng chữ hoa, chữ thường, giống như kiểu theo cái hình ở trên đây nhá. Sau đó thì chúng ta bấm vào tra cứu. Đấy, không tìm thấy thông tin phương tiện. Thì có nghĩa là cái phương tiện của chúng ta chưa bị phạt nguội hoặc là do chưa cập nhật. Còn nếu mà hiển thị ra những cái thông tin như là ở trên trang của Cảnh sát Giao thông thì các bạn cần liên hệ với cái số điện thoại đó và để chúng ta tiến hành nộp phạt hoặc là chúng ta kháng nghị như thế nào đó cho phù hợp. Ngoài hai cái cách này ra thì chúng ta có thêm những cái app có thể tra cứu phạt nguội, thì mình sẽ giới thiệu cho bạn ba cái app mà hiện tại đang nằm trong cái top mà phổ biến nhất. Thì đầu tiên thì đó chính là cái app KGO, thì mình sẽ tìm cho các bạn cái app KGO. Đấy, thì cái app này mình cũng rất là hay sử dụng bởi vì trên này nó có nhiều cái thông tin hay ho. Ví dụ chúng ta có thể tra cứu phạt nguội này, ôn thi giấy phép lái xe, địa điểm của các trạm xăng, luật mua bảo hiểm dân sự các thứ. Tuy nhiên thì nó có một cái điểm mình không thích, đó là đa phần để sử dụng những tính năng này thì chúng ta phải đăng ký tài khoản và đăng nhập tài khoản vào. Có những lúc mình chỉ muốn tra cứu nhanh một cái thông tin nào đó nhưng nó vẫn cứ bắt mình đăng nhập vào, thì đây là cái điểm mà mình không thích. App thứ hai đó là cái app tra phạt nguội. Thì cái app này có cái cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Như các bạn nhìn thấy hiển thị trên màn hình này, nó chỉ có một cái cột để chúng ta nhập biển số này, chọn phương tiện, sau đó chúng ta bấm vào cái phần mà tra toàn quốc đó như thế này. Cái cách sử dụng nó dễ dàng nhiều. Đó, nó sẽ thông báo là biển số xe của bạn không có vi phạm đó. Nhưng mà mình thấy rằng ở đây nó đã có cái mục kiểm tra lại trên web cảnh sát giao thông.vn. Thì có lẽ là do họ không tự tin về cái dữ liệu họ cập nhật được nên họ phải thêm mục này. App tiếp theo là app tra cứu phạt nguội toàn quốc. Thì cái app này có một cái hay ho hơn so với những cái app khác, là nó có cái phần camera này đó để chúng ta quét vào biển số. Còn nếu mà khi mà chúng ta không muốn quét biển số thì các bạn bấm vào phần tìm thủ công đây, các bạn cũng nhập biển số, chọn phương tiện, ví dụ của mình tiếp tục tìm này. Đấy, chọn phương tiện là ô tô này, bấm vào tìm kiếm này. Đây, thì như đây nó thông báo là xe của chúng ta chưa bị phạt nguội đó. Thì trên đây là một số cách để chúng ta có thể tra cứu phạt nguội nhanh chóng và chính xác. Nếu mà các bạn có thêm bất kỳ những cách nào khác thì vui lòng chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới video. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.